chào đến quý khán giả khắp nơi trên toàn thế giới và xin trân trọng kính chào quý vị khách hàng của hệ thống công ty EP Phân Xuất ngày hôm nay. Minh Liên rất là vui được trở lại một lần nữa xin giới thiệu đến tất cả quý vị những sản phẩm mới nhất của hệ thống công ty EP Phân Xuất. Thưa quý vị, trong thời gian qua quý vị đã yêu mến và quý vị đã tin tưởng, đã dùng qua sản phẩm EP Phân Xuất trong suốt 16 năm qua. Bích Liên rất là vui được quý vị đã thương yêu và đã tìm được một cái làn da thật là đẹp, tự nhiên yêu đời mà quý vị đã thành công trong đời sống của quý vị. Quý vị đặt danh cho sản phẩm này là Thân Dược, mang lại sắc đẹp cho làn da người phụ nữ. Mỗi một lần Bích Liên có mặt trên đài luôn luôn quý vị ưu ái và đến với Bích Liên, cho nên Bích Liên rất là vui được trở lại lần này và cũng rất là vinh dự được giới thiệu đến quý vị một sản phẩm mới nhất của hệ thống công ty dược mỹ phẩm EP Phân Xuất ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, Bích Liên luôn luôn kính gửi lời chào và kính chúc tất cả quý vị thật vui, an lành và hạnh phúc trong đời sống của quý vị, đặc biệt là người phụ nữ của chúng ta luôn luôn đẹp hơn, trẻ hơn và thành công hơn trong đời sống của quý vị. Thưa quý vị, trở lại với tất cả quý vị lần này, Bích Liên không giới thiệu bộ sản phẩm EP Phân Xuất nữa, nhưng mà Bích Liên sẽ giới thiệu đến quý vị một sản phẩm mới nhất của hệ thống công ty EP Phân Xuất được mang tên là VL Miracle. Thưa quý vị, sản phẩm EP Phân Xuất mà quý vị tìm được làn da đẹp rồi thì sản phẩm VL Miracle này lại càng hài lòng quý vị hơn, để điều càng ngày càng tân tiến hơn, càng có thể làm cho quý vị hài lòng hơn sau những năm phục vụ ngành thẩm mỹ này. Vâng, thưa quý vị, Bích Liên rất là vui được giới thiệu đến quý vị bộ sản phẩm EP Phân Xuất. Thưa quý vị, sản phẩm này cũng cùng công ty hệ thống EP Phân Xuất mà ra, tuy nhiên càng ngày thì càng thay đổi hơn và có những chức năng hiệu quả hơn. Tuy nhiên đây là bộ sản phẩm hoàn toàn bằng dược thảo, không có hóa chất, cho nên quý vị biết hệ thống công ty EP Phân Xuất là cho ra đời những sản phẩm mà những cái nhu cầu khách hàng đang cần là không có hóa chất, vân vân. Thưa quý vị, đó là cái điều mà Bích Liên xin thưa cùng tất cả quý vị khắp nơi. Quý vị nào cảm thấy là quý vị hài lòng với sản phẩm EP Phân Xuất rồi thì Bích Liên tin chắc là quý vị sẽ hài lòng với bộ sản phẩm VL Medical ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, bộ sản phẩm EP Medical ngày hôm nay cũng rất là đơn giản, năm chức năng và tân tiến nhất mà Bích Liên xin có thể thưa với quý vị là quý vị có thể so sánh bộ sản phẩm này với tất cả những sản phẩm khác. Sản phẩm VL Medical này đứng đầu trên thị trường. Thưa quý vị, đó là có sản phẩm mà Bích Liên xin phép đã nghiên cứu qua và đã cho ra đời, và hàng ngàn khách hàng đã dùng đến sản phẩm này, đã đồng ý với Bích Liên là như những lời Bích Liên đã đưa cùng tất cả quý vị ngày hôm nay. Tuy nhiên ngày hôm nay Bích Liên cũng có thể sơ lược qua để quý vị thấy rằng sản phẩm này nó cũng tương tự như bộ sản phẩm mà quý vị đã dùng trước đây. Quý vị nào chưa an tâm về làn da của mình, chưa hài lòng với làn da của mình và chưa thấy rằng lời nói đi đôi với sự thật thì xin quý vị dùng đến EP Phân Xuất, cũng như quý vị dùng đến bộ kem VL Miracle ngày hôm nay thì Bích Liên tin chắc là quý vị sẽ thấy rằng đây là hiệu quả rất là tốt mà Bích Liên mang đến cho tất cả quý vị. Thưa quý vị, bộ sản phẩm này với năm chức năng rất là tân tiến nhất trong đời sống của mình, khi cái nhu cầu làn da của mình cần. Thưa quý vị, chữa trị, nuôi dưỡng, tái tạo, phục hồi và bảo vệ làn da. Thưa quý vị, người phụ nữ nào cũng mong mỏi có làn da đẹp. Một làn da đẹp là một kho tàng. Thuốc bổ siêu hạng linh chi đỏ và đông trùng hạ thảo của công ty EV Princess duy trì tuổi xuân cho người trẻ và bồi dưỡng sức khỏe cho người già.
thuốc bổ siêu hạng Linh Chi Đỏ và Đông Trùng Hạ Thảo của công ty EV Princess, duy trì tuổi xuân cho người trẻ và bồi dưỡng sức khỏe cho người già. Duy trì tuổi xuân cho người trẻ, bồi dưỡng sức khỏe cho người già. Duy trì tuổi xuân cho người trẻ, bồi dưỡng sức khỏe.